Ok, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo ở kênh của tôi. Và cũng đã lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại cái việc mà review manga này. Đó, tôi cũng bỏ được vài tháng rồi thì cũng lấy đấy nhỉ. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ review cho bạn một bộ manga. Và nó là box set nữa, thế cho nên là tôi sẽ review tổng hợp 4 tập truyện trong cái box set này nhé. Ok, thì trước mắt các bạn đây là cái box set tôi sẽ review cho cái video này. Đó chính là box set Cậu bé và Váy vật. Ok, thì đây, đây chính là mặt trước của cái box set này nhé. Tôi sẽ quay tổng thể xung quanh bề mặt của cái box set này. Đây, đây phần gáy của cái box set. Trông cũng được đấy. Ok, và đây là mặt sau. Mặt sau thì nó có một số cái màu chuyện. Và nó cũng có thêm màu nữa nên là trông cũng khá là đẹp luôn. Đây, trên thì không có gì này. Dưới thì chúng ta sẽ có 5 xuất bản của bản Nhật nha. Tem và giá tiền. Giá thì tôi mua ở nhà sách Phương Thu cho nên là được giảm như là 30.000 vậy. Còn 150. Đó, cũng là một cái giá ok đấy. Ok, thì đây là cái phần bên ngoài của cái box set nha. Đây, như tôi đã nói lúc nãy, 4 quyển, tôi sẽ review 4 quyển. Và đây, có 4 tập nha. Đó, một cái box set này thì nó bao gồm 4 tập truyện của bộ Cậu bé và Quái vật này. Ok, và đây là 4 tập truyện này. Sau khi mà tôi bỏ nó ra khỏi box set, thì ok, bây giờ tôi sẽ từ từ tiến tới từng cái bìa một nha. Ok, trước mặt các bạn đây đang là cái bìa giờ của tập thứ nhất. Và mặt trước của tập thứ nhất thì nó giống như cái box set thôi. Đây là hình ảnh của cậu bé nhân vật chính. Và đứng cùng cậu là một ông quái vật trông rất là to luôn. Và khung cảnh xung quanh thì nó là một cái bầu trời thôi. Còn các cái bên ngoài, ví dụ như phần gập này thì giới thiệu này, phần gập bên này thì nhân vật này, mặt sau thì giới thiệu một chút các thứ về một số cái hình ảnh nữa. Đây là thế giới của quái vật nha. Tiếp theo là bìa của tập thứ 2. Thì tập thứ 2 như chúng ta có thể thấy ở đây, cậu bé ở bìa của tập 1 có vẻ như đã trưởng thành hơn và đang đứng cùng với một cô bạn ở nữ sinh. Đó, rất là xinh đẹp. Và khung cảnh đằng sau thì nó là đã quay trở về với khung cảnh thành phố rồi. Có cây, có nhà cao tầng. Ok, thì đây là thế giới của con người nha. Ok, và tiếp theo đây là bìa của tập thứ 3. Thì bìa của tập này nó có hình là vẫn là cậu bé này đã trưởng thành và một cái khối ở giữa ngực. Tôi nghĩ cái này là tâm địa bên trong của con người. Thì tôi cũng không biết phải nói nào nữa. Thì đấy là những cái mà tôi cái này là chỉ có con người có ấy. Khi mà đọc truyện thì các bạn sẽ hiểu nha. Và đứng cạnh cậu là một người nữa cũng là đã sống trong thế giới quái vật cũng từ rất lâu rồi và đang khoác một cái áo hình con lợn rừng. Rất đáng yêu. Thật ra cái mũ nha. Và khung cảnh đằng sau thì nó là khung cảnh trời đã tối, có mây. Nó khác với bìa của tập 1 là trời sáng. Ok, và đây là bìa của tập thứ 4. Bìa của tập này thì nó là cái bìa của tập thứ nhất, tập 1 nha. Và sang đến cái bìa của tập thứ 4 thì nó là sự trưởng thành của cậu bé này. Và người quái vật thì nhìn thì cũng không có vẻ gì thay đổi, nhưng mà theo năm tháng thì đã già đi. Nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy nét già được. Đó, thì bìa của tập thứ nhất và bìa của tập thứ 4 thì nó chỉ khác là sự trưởng thành của nhân vật thôi. Đó. Ok, và ở mỗi tập thì bìa bên trong của mỗi tập ấy, chúng ta sẽ có những cái bức tranh phác họa về cuộc sống đời thường. Nhìn đúng giống đúng chất đời thường luôn ấy, nhìn rất là đẹp. Thì đây, đầu tiên thì đây là biểu tập thứ nhất nha. Đó, các bạn phải xoay đằng sau thì mới có thể thấy được hết nha. Đây là phần gáy. Ok, đây. Đó. Và các tập sau thì cũng như vậy thôi, nhưng mà nó là tranh khác. Đây, tiếp theo là bìa trong của tập thứ 2. Và đây là bìa của tập thứ 3.
Và cuối cùng là bìa của tập thứ tư thì đây. Ok, thì về phần tranh màu thì đầu tiên chúng ta sẽ có tranh màu tập thứ nhất nha. Ok, và tiếp theo là phần tranh màu được tặng kèm vào tập thứ hai đây. Và cuối cùng là tranh màu của tập thứ ba đây. Nội dung của bộ truyện xoay quanh Ren, cậu bé thì khi mà xuất hiện thì là đang lang thang ở trên phố một mình. Sau khi mà mẹ mất này, bố thì bỏ đi rồi, Ren đã được gọi là gia đình nhà ngoại nhận nuôi. Thế nhưng mà cậu đã không chấp nhận những người đó, thế nên đã bỏ đi và trở thành một coi như là đứa trẻ mồ côi đó. Và khi mà đang ngồi ở trong góc một cái nhà xe thì đã có hai người đi qua, và một người đã nhận cậu làm đệ tử, dù Ren chưa đồng ý. Và cậu đã bám theo hai người đó. Nhờ vậy mà Ren đã kiểu đi đến được cái thế giới của quái vật ấy. Và ở thế giới này thì Ren gọi là đã được Kumatetsu là người quái vật đã nhận cậu làm đệ tử ở nhà xe chăm sóc. Và Ren thì cũng không có nói tên của mình cho Kumatetsu biết, cho nên là ông đã ngẫu nhiên đặt cho cậu một cái tên. Thật ra không phải ngẫu nhiên mà là lấy số tuổi của cậu, là đặt là Kyuta, tức là 9 tuổi. Từ đó là Ren đã sống cùng với Kumatetsu, và Kumatetsu thì cũng ở cùng với hai người bạn của ông là nhà sư Hyakushibo và Tadara. Tất nhiên là hai người này đều là quái vật. Và Kumatetsu cũng có dạy cho Ren về kiếm thuật nữa suốt một thời gian dài đó. Và thời gian cứ trôi qua cho đến 8 năm sau thì Kita đã trưởng thành và cứ nghĩ là cậu sẽ ở lại thế giới này. Thế nhưng mà không, bằng cách nào đó thì cậu đã quay về được Nhật Bản. Rồi cậu gặp được một cô bạn nữ sinh tên là Kaede, và gặp lại thêm cả người bố của mình nữa. Biết được là kiểu mình cần phải học hỏi nhiều thứ ở Nhật Bản ấy, thế nên Ren đã quyết định là sẽ quay về Nhật, đã nói với Kimetsu là mình sẽ về Nhật ạ. Và khi mà trở về thì Ren đã phải gọi là đối đầu với một cái gọi là bóng tối trong trái tim gì đó mà con người nào cũng có. Và Ren cũng phải đối đầu với Ichirohiko, hay nói cách khác là bóng tối trong cậu bé này. Thì cậu bé này cũng đã được đồng môn của Kumatetsu là Yozen nhặt về nuôi từ bé á. Vâng, mà tôi chỉ nói như vậy thôi. Với cả kết truyện này khá là buồn nhưng cũng là một cái kết đẹp đấy. Nói chung là đến vậy thôi nhé. Còn những cái đoạn về trận đấu hay cuộc sống ở thế giới quái vật thì tôi sẽ bỏ qua nha. Mong các bạn thông cảm để tránh video bị đoạn nội dung bị quá dài. Ok, thì vừa rồi là phần nội dung của tôi nói về bộ truyện này. Thì tuy là nó có vẻ có thể là hơi nó bị thiếu ấy, thế nhưng mà tôi đã cố gắng coi như là nói những cái ý chính và những cái rất là quan trọng rồi. Thế cho nên là nếu mà có gì ấy thì mong các bạn thông cảm nhé. Ok, thì bộ truyện này ấy, nó nói về cái gọi là tình cảm gia đình này, tình cảm cha con, tình cảm thầy trò và tình bạn bè nữa. Thì nó là những cái khi mà đọc bộ này thì những cái yếu tố nó kiểu nó rất là cảm động luôn ấy, đọc nó cảm động luôn, kiểu thề đọc gần cuối cái cảm xúc của tôi nó kiểu nó cứ bị trầm xuống ấy, thề buồn buồn thật sự luôn ấy. Với cả nó cũng có nói qua một chút về cái phần bóng tối bên trong con người, thì cái đấy nó giống như cái mặt tối của con người bên trong ấy, và gọi như nào nhỉ, nó giống như là một cái dạng áp lực mà con người phải chịu trong cuộc sống ấy, và chúng ta phải làm như thế nào để chống lại những cái áp lực đấy, chống lại những cái phần tối bên trong của chúng ta đấy. Đấy thì đấy những cái mà tôi thấy ở trong bộ truyện này. Và cái nét vẽ của bộ truyện này thì phải nói là rất là đẹp luôn ấy. Và cái nội dung thì cũng cảm động nữa, nếu như đọc về cuối thì thật sự là cảm xúc nó trầm hơn hẳn. Bộ này thì kết nó cũng khá là buồn, thế nhưng mà cũng gọi là có một chút viên mãn ở cuối rồi đó, thì cũng chấp nhận được. Ok, thì đó là những gì mà tôi muốn nói về bộ truyện này. À, và nếu như mà các bạn muốn tìm các phiên bản nữa thì ok, đây là phiên bản box set manga.
Và mới vài tháng trước thì IBM cũng đã phát hành thêm cả phiên bản light novel nữa. Thì nếu bạn nào thích dạng tiểu thuyết chuyện chữ thì có thể mua bản light novel về đọc thêm nữa. Hoặc là nếu như bạn nào không không muốn tốn tiền vào manga hay là light novel thì chúng ta có thể tìm tới phiên bản anime movie ở trên các web ấy. Nó là từ 2015 rồi. Tuy là cũng khá là lâu rồi, thế nhưng mà nếu như bạn nào thích thì có thể xem cũng được. Ok. Và đó là toàn bộ những gì mà tôi muốn nói trong cái video này. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho tôi một lượt thích cũng được. Ừ đấy. Còn không thích thì cứ dislike thôi. Thì ok. Và nếu các bạn cảm thấy ổn thì có thể chia sẻ cái video này cho bạn bè của các bạn nữa. Ừ cũng được. Không sao cả. Nhưng mà đấy là cái bước rất là tốn thời gian. Ok thì tôi cũng không còn gì để nói nữa rồi. Thế cho nên là tôi xin phép kết thúc cái video này tại đây thôi. Và rất cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Bye bye.